Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Laravel Framework được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái concept trong router của Laravel. Đây cũng là khái niệm cuối cùng mà chúng ta tìm hiểu trong phần router, đó chính là resource router. Vậy vì sao chúng ta phải dùng resource router và trong Laravel nó định nghĩa ra resource router có ý nghĩa như thế nào? Thì trước khi đến với phần này, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu một vài cái case study như sau. Như các bạn biết, trong thực tế, khi các bạn làm một project, đặc biệt là những bạn mà mới học PHP, các bạn hay, ví dụ như các bạn làm một chức năng là thêm sửa xóa user, tôi tạm gọi là thêm sửa xóa user, một chức năng như vậy. Sửa xóa user. Thì thông thường khi mà các bạn làm một chức năng như thế này, giả sử tôi làm, thì tôi hay định nghĩa là đối với chức năng thêm tôi sẽ dùng create, đối với chức năng sửa tôi sẽ dùng edit, đối với chức năng xóa tôi sẽ dùng delete. Tôi tạo ra những cái file hay là những cái phương thức hay những cái function như thế này. Đó, thông thường là như vậy. Sau đó là danh sách thì tôi dùng list chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đến với một ông khác, một gọi là đây tôi tạm gọi là ông member 1 trong team đi. Nếu người ta định nghĩa thì họ sẽ định nghĩa như thế này. Sau đó đến ông member 2 vẫn cùng bài toán như thế này. Tôi giả sử là một bạn khác đi, cũng cùng bài toán như thế này, thành viên khác cũng là thêm sửa xóa user, nhưng họ lại định nghĩa là để là store user. Đó, một chức năng là store. Sau đó chức năng update user, kiểu như vậy. Sau đó là một chức năng là delete. Sau đó là một chức năng gọi là delete user như thế này. Tức là các bạn đặt tên những cái file, ví dụ ở trong PHP căn bản thì các bạn hay đặt file .php. Sau đó các bạn code ở trên này, kiểu như thế này, .edit, kiểu như thế này, hoặc .delete, hoặc là .list. Đó, kiểu như vậy. Sau đó các bạn lại chấm store chấm edit chấm php, các bạn tạo ra những cái file như này để code cho các chức năng tương ứng. Đó, hay là ở trong class thì các bạn, một số bạn đặt tên là class user, sau đó bên trong này các bạn sẽ định nghĩa các method ở trong này, ví dụ như create user, và sẽ thực hiện công việc thêm sửa xóa vào trong database. Xem đây, như thế này, public function create. Sau đó thì đến edit thì các bạn lại định nghĩa là edit. Đó, ví dụ như một bạn khác cũng dùng class viết theo hướng đối tượng thì các bạn sẽ định nghĩa là như thế này, user rồi là store, kiểu vậy, hay là update user. Đó, tại sao tôi lại đưa ra cái ví dụ như thế này? Bởi vì là nếu các bạn liên tưởng lại cái thời điểm đầu mà các bạn mới học về PHP, các bạn sâu chuỗi lại từ cái thời điểm đầu các bạn học PHP cho đến khi các bạn học sang Laravel, đến trước khi các bạn học sang Laravel, và các bạn nhìn code của những người khác cũng giống như mình, thì các bạn sẽ thấy là ở thời điểm đầu khi mà đặt tên, các bạn đặt tên file như thế này, đặt tên các file để các bạn viết các chức năng tương ứng thêm sửa xóa như thế này, hay là các bạn viết theo hướng đối tượng có class rồi, thì các bạn những cái tên method hay là những tên file như này các bạn đặt nó không theo một cái quy định nào cả. Đó, các bạn đặt nó không theo một quy định nào cả. Ví dụ ông thứ nhất đặt như thế này, ông thứ hai vẫn giải quyết một cái chức năng như thế này, nhưng họ lại đặt tên file như thế này. Đó, rồi và tương tự khi mà dùng sang class hay là dùng sang hướng đối tượng thì các bạn cũng đặt tên. Và các bạn thấy là mỗi người trong chúng ta khi mới học hoặc là khi tự làm thì chúng ta tự coi mình viết như thế này là đúng. Đó, các bạn hiểu như thế này là đúng và đúng thật, nó không ảnh hưởng gì cả. Nó không ảnh hưởng gì cả. Các bạn viết như thế này chương trình vẫn đúng, vẫn chạy. Đó, và cái thứ hai nữa là các bạn tự đặt ra những cái tên method, những cái tên phương thức hay những cái tên file nó theo ý của các bạn, theo cách mà các bạn hiểu thôi. Đó, tuy nhiên nếu mà chúng ta viết như thế này mà khi chúng ta làm việc cùng một cái teamwork với nhau, ví dụ tôi làm việc cùng một teamwork
Và tôi ban đầu tôi phát triển cái chức năng quản lý user đó, tôi định nghĩa theo phương thức thêm user của tôi là grid user như thế này. Đó. Thì sau này có một người khác cùng vào làm project với tôi, và họ cũng vào sửa, update thêm tính năng cho phương thức cho cái class user này. Thì họ bắt đầu đặt câu hỏi là không biết ông Khôi kia, ông ấy đặt cái phương thức để mà thêm user tên là gì. Đó, thì bắt đầu lại đi dò, đọc code, tìm, hiểu xem là ông ấy đang để tên là gì. Đó, xác định được cái tên phương thức rồi thì chúng ta mới nhảy vào để xem logic mà ông Khôi ông ấy xử lý ở trong đó. Đó. Vậy thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian cho những người join sau, cho những người vào project sau. Đó. Thì Laravel khi phát triển framework của mình, nó đã đưa ra cho chúng ta một cái chuẩn. Đó. Nó giúp cho chúng ta chuẩn hóa. Và khi tất cả những bạn mà cùng học Laravel, cùng làm Laravel với nhau, thì họ biết là đối với thằng thêm user, phương thức của nó là gì. Không cần phải vào code đọc nữa, chúng ta đã mường tượng được ở trong đầu là tên cái method đó là gì ở trong controller rồi. Đó. Đến khi sang chức năng update user thì họ cũng mường tượng được ra là nếu viết đúng chuẩn thì nó phải là method gì. Đó. Thì lúc đấy các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và giúp cho cái việc làm việc ở trong nhóm ấy, nó hiệu quả hơn, nó đỡ mất thời gian của những bạn khác hơn. Và vấn đề quan trọng là nó tạo ra được cái chuẩn chung cho toàn team, cho cả team khi phát triển project. Đó. Thì đó chính là khái niệm về resource ở trong Laravel, khái niệm controller resource và router resource. Đó. Thì ở trong Laravel nó quy định như thế này các bạn ạ. Trong Laravel nó quy định đối với một controller luôn luôn có 7 phương thức như thế này. Nếu mà các bạn dùng hết các chức năng thì luôn luôn có 7 phương thức là index. Tôi sẽ tạm viết ngắn gọn như thế này. Index nó đại diện cho phần hiển thị danh sách của cái đối tượng đó. Và phương thức thứ hai là grid, nó đại diện cho cái màn hình grid khi mà chúng ta load cái form grid lên. Ví dụ grid user thì chúng ta có form user. Đó. Tiếp theo là phương thức store. Phương thức này chính là phương thức sẽ nhận request khi người dùng nhấn submit form từ màn hình grid lên trên server. Thì phương thức này nó nhận request để nó tạo ra một bảng ghi mới. Tiếp theo đó là phương thức edit. Edit thì nó là cái màn hình để người dùng click vào edit và nó hiển thị cái form edit user lên cho người ta sửa. Đó, thì cứ nói đến edit, form edit thì người ta sẽ nghĩ đến method này ở trong Laravel. Và cuối cùng là update. Nó là cái method sẽ nhận request khi người dùng nhấn submit từ màn hình edit. Đó, thì cứ liên quan đến việc là update dữ liệu vào trong database. Khi có một request từ form lên thì các bạn nghĩ đến phương thức update. Và một phương thức nữa là show. Đó là khi các bạn muốn xem chi tiết một bản ghi của database, hay nói cách khác là xem chi tiết thông tin user, thì các bạn sẽ nghĩ đến hàm show, hay là nghĩ đến những cái gì liên quan đến hiển thị thông tin của một bản ghi thì các bạn nghĩ đến hàm show. Và cuối cùng là hàm destroy. Đó, thì hàm destroy, các bạn khi các bạn xóa một bản ghi hay xóa nhiều bản ghi ở trong database thì các bạn nghĩ đến hàm destroy. Đó. Thì đây là những cái method chuẩn ở trong Laravel, và những cái method này nó đi kèm theo cái controller resource của Laravel. Đó. Thì qua cái ví dụ này thì các bạn hiểu được là cái resource controller nó là cái gì. Đó, và mục đích của nó để làm gì. Mục đích của nó là để nó chuẩn hóa lại toàn bộ những cái method, cái cách đặt tên method tương ứng với từng cái chức năng cho việc quản lý một cái object, một cái đối tượng nào đó. Cụ thể đây là đối tượng user. Đó. Thì khi mà chúng ta có một cái chuẩn như thế này thì chúng ta sẽ không cần phải care về việc đặt tên method như thế nào nữa cho nó chuẩn nữa. Cứ theo chuẩn của framework mà làm thôi. Với danh sách user các bạn cứ để chuẩn, cứ để là index. Với form grid user các bạn cứ để là grid.
với method để thêm user vào database, các bạn để là store. Với form update, edit user, đó là nó fill thông tin user lên form, thì các bạn để trong method edit đó. Và Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta cách để tạo ra một resource controller vô cùng đơn giản. Nó sử dụng command như thế này. Ví dụ tôi muốn tạo ra một user controller là resource controller, tôi chỉ cần tạo ra là artisan. Tôi chỉ cần tạo với cái command là artisan make controller user controller --- resource như thế này, là chúng ta đã tạo được ra một user controller, resource controller. Đây, tôi sẽ thử. Bây giờ tôi sẽ tạo một user controller trong thư mục backend. Thì tôi sẽ tạo nó ra như sau. Tôi sẽ mở terminal của Laravel lên. Đây. Đây, tôi sẽ quay trở về thư mục của chúng ta là thư mục Laravel Tutorial. Tôi sẽ cd vào tutorial. Sau đó tôi sẽ tạo ra cái user controller, vì nó nằm ở trong thư mục backend nên chúng ta sẽ để là backend như thế này. Ok, như tôi nói là khi các bạn tạo một controller là resource controller thì nó sẽ có đầy đủ các method mà chúng ta cần. Đây, các bạn thấy đây, user controller đã được tạo và nó có đầy đủ method mà chúng ta có cần đúng theo chuẩn mà Laravel quy định: store, show, edit, update và destroy. Nó sẽ có 7 method như thế này. Và nó có comment rất rõ ràng ở đây. Đó là method này sẽ hiển thị danh sách resource của cái đối tượng user này, chính là danh sách user ấy. Còn cái này, create này, để show cái form cho việc tạo mới cái resource đó. Đó, show cái form cho việc tạo mới user. Đó. Còn đối với store, cái này để tạo ra resource trong cái phần lưu trữ. Đó, thì chúng ta có thể lưu trữ vào database hoặc lưu trữ vào đâu đó. Hàm show để hiển thị specific resource, có nghĩa là để hiển thị thông tin của một cái resource đã được định nghĩa rồi theo cái ID này. Đó. Và ở trong đây edit, nó là hiển thị cái form edit của cái resource đã được tạo trước đó, chính là một cái user đã tạo trước đó và chúng ta hiển thị thông tin cái form của user đó lên. Cái này là để update cái resource đã được tạo vào trong cái phần lưu trữ, kiểu như vậy. Và destroy là dùng để remove một cái resource đã được tạo trước đấy đi, kiểu như vậy. Đó, thì đây là 7 cái method mà Laravel nó quy định trong chuẩn resource controller. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể sử dụng router cho một controller resource? Thì trong Laravel nó đã hỗ trợ cho chúng ta một cái router resource như thế này. Các bạn chỉ cần định nghĩa đơn giản như thế này thôi. Tôi quay trở lại đây. Tôi giả sử tôi sẽ comment hết tất cả những cái router này đi. Đây. Sau khi tôi comment xong, tôi chạy lên như thế này. Tôi chạy nó lên như thế này. PHP artisan router list. Thì lúc này trong list này chúng ta chỉ còn một router duy nhất là cái này. Đây. Ok. Sau đó tôi sẽ sử dụng router controller là resource như thế này. Router resource. Đây, tôi sẽ định nghĩa chúng ta sẽ có cái URI. URI là user và tên controller của chúng ta sẽ là user controller như thế này. Tuy nhiên, user controller nằm trong backend, chúng ta sẽ để nó như thế này. Đó. Thì chúng ta xem là cái resource router này nó sẽ sinh ra cho chúng ta những cái router nào. Các bạn chạy thử lên. Đó, lúc này các bạn thấy là đối với resource router, nó đã sinh ra cho chúng ta 7 cái router tương ứng với 7 cái method ở trong Laravel. Đây, ở trong controller user. Đây, và các bạn nhìn vào đây, các bạn cũng sẽ nhìn được luôn nó là cái gì. Ví dụ như router là user thì nó có tên là index và nó trỏ đến phương thức index như thế này. Router này mang phương thức get, đây thể hiện cho danh sách user. Thì các bạn hãy nhìn vào cái tên này, các bạn sẽ suy ra được cái quy luật đặt tên của router resource. Đó chính là tên URI mà chúng ta định nghĩa ở đây. Đây, các bạn đặt URI đây là user đây. Thì
trong resource router nó sẽ có router name là tên URI chấm tên cái method của controller. Đây index này, user.store này, user.grid, user.show, user.update. Đây, user.destroy và user.edit. Đó, nó sinh ra cho chúng ta 7 cái router này và đồng thời nó có router name luôn. Các bạn rất là dễ nhớ. Và đồng thời những router nào cần tham số truyền vào thì nó có ghi ở đây luôn cho các bạn. Đây, user trường hợp là update chúng ta cần truyền tham số vào là user ID như thế này. Đây, đối với trường hợp show thì chúng ta cũng cần user ID như thế này. Đây, đó. Thì đây là router resource. Và một điều nữa là đối với router resource thì các bạn, cái cách định nghĩa của các bạn nó vô cùng ngắn gọn. Đó, và cái router của nó thì cũng vô cùng dễ nhớ. Nếu các bạn viết theo chuẩn như thế này thì team của các bạn sẽ làm việc rất là dễ dàng và không ai phải hỏi ai là phương thức này bạn đang làm như thế nào. Chúng ta không cần phải hỏi câu đó nữa vì cứ đúng chuẩn Laravel mà làm thôi. Đó. Tiếp theo là có một vấn đề nữa tôi muốn đề cập ở trong router resource. Đó chính là từ tôi chạy cái chạy server lên. Laravel tutorial. Đó, tôi sẽ start server lên để chạy đã. Đây, chúng ta thử chạy nó lên. PHP Artisan server như thế này. Chúng ta sẽ thử chạy nó lên với cái domain là localhost 8000 và tôi sẽ chạy thử vào user controller với method là index thì tôi chỉ cần gõ như thế này. User. Rõ ràng URI của nó đang là user như thế này. Tôi chạy nó lên thì chưa có gì tại vì là đúng rồi. Ở đây của chúng ta chưa có gì. Chúng ta sẽ tạm thời return là user index ra như thế này. Đó, hoặc là các bạn user return cái method này ra nhìn cho nó tường minh. Đây, các bạn nhìn thấy là chúng ta đã gọi vào user index như thế này, controller index. Đó. Thì trong thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cả 7 cái method này. Đó, tôi giả sử nếu các bạn viết API thì các bạn sẽ không có phần view nữa. Không có phần view form view HTML nữa mà chúng ta chỉ có phần danh sách này để đủ list JSON về, có phần nhận request và save vào database và update và phần destroy thôi. Thì chúng ta nếu mà chúng ta định nghĩa như thế này thì nó sẽ rất là thừa router, mà việc thừa router là điều không mong muốn. Nó sẽ tạo ra những cái khó hiểu trong dự án. Thì làm thế nào để chúng ta, tôi giả sử ở đây chúng ta không sử dụng edit, không sử dụng grid nữa, thì làm thế nào để chúng ta làm được cái việc đó? Thì chúng ta có một cái cách để chúng ta làm như sau. Thì router resource nó cho phép chúng ta định nghĩa như sau, là chúng ta lấy tất cả, cho phép là chúng ta sử dụng lấy tất cả các method trừ những method mà có trong except như thế này. Đó, thì chúng ta có một hàm except như thế này và chúng ta có thể bỏ tất cả những cái method mà chúng ta không cần đi, ví dụ như là create hay là edit, hai cái để load form là sử như vậy. Và chúng ta chạy thử lên, chúng ta xem lại cái danh sách của chúng ta thì lúc này nó đã bỏ đi cái router là create và edit. Đó, thì chúng ta chỉ cần dùng cái phương thức except. Tôi giải thích lại một chút về cái except này, nghĩa là nó sẽ lấy tất cả những cái router hay những cái method đang có ở trong controller này trừ hai cái method mà chúng ta truyền vào đây. Đó. Và có một cách nữa là tôi giả sử controller này của tôi chỉ dùng phương thức index thôi. Đó, giả sử như vậy. Đó. Và ở bên router của tôi vẫn giữ nguyên như thế này. Thì khi tôi chạy lên này thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn có 5 cái method như thế này. Thì nó khá là dư thừa. Đó, bởi vì method controller của tôi bây giờ chỉ còn một phương thức là index. Vậy làm thế nào để tôi có thể định nghĩa router resource với một cái router cho thằng index thôi? Thì chúng ta định nghĩa nó như sau. Thì ở trong resource ngoài cái phương thức except này là loại bỏ hai cái router, loại bỏ những router mà người dùng truyền vào và ngược và lấy những cái còn lại.
thì nó còn một cái phương thức là only. Các bạn truyền vào đây những phương thức mà các bạn dùng thôi, còn những cái mà không được truyền vào đây thì nó sẽ bỏ qua. Đây, tôi giả sử vào đây tôi dùng only như thế này và tôi chạy nó lên, thì lúc này router user của chúng ta chỉ còn một cái là index như thế này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây, và cũng không vấn đề gì. Đây, ok chưa? Đó, nếu các bạn cố tình chạy một cái là user create thì nó sẽ báo là not found vì chúng ta không định nghĩa. Đây, nhưng nếu các bạn thêm cái only và only create, có nghĩa là chỉ lấy index và create thôi, thì lúc này nó chạy thêm được cả create như thế này. Đây, các bạn rốt lên, nó hơi chậm một chút. User create, đó, thì nó đã chạy vào rồi, nhưng vì tôi vừa xóa cái phương thức create đi, đây, tôi sẽ phải show cái phương thức create này lên, thì nó lúc này nó đã chạy vào phương thức create. Tôi return cái method này lên. Method này là một cái biến gọi là biến hằng số ở trong PHP thôi. Đây. Đó, thì nó gọi vào create. Xóa đi thì nó sẽ gọi vào index như thế này. Đó. Thì đây là một trong hai cách viết khá là hay dùng khi các bạn sử dụng router resource. Nó giúp các bạn tiết kiệm cái việc phải định nghĩa quá nhiều ở trong phần khi các bạn muốn loại bỏ một cái method hay một cái router nào đó trong resource controller. Thì hai cái cách viết này nó khá là hay, thì các bạn hãy tận dụng hai cái cách viết này để mà ứng dụng vào trong cái bài toán của mình. Ok, thì đối với router resource có lẽ là tôi sẽ dừng tại đây. Với cái video này tôi chỉ cần các bạn hiểu được là vì sao chúng ta phải sử dụng router resource và resource controller ở trong Laravel, và các bạn biết cách định nghĩa một cái router resource và hiểu về hai cái phương thức là only và except ở trong router resource của Laravel đó, để biết cách vận dụng nó vào cái project của mình. Ok, các bạn hãy thực hành lại nó ở trên máy của mình, và đừng quên nhấn subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để các bạn đón xem những cái video mới nhất mà chúng tôi upload lên. Xin chào và hẹn gặp lại.